Rất vui khi được gặp lại bà con cô bác trong một đoạn video clip ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên cho em gửi tới bà con cô bác và anh chị là chúc sức khỏe. Chúc cho bà con cô bác và anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả, gặp thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Rồi tiếp theo thì em cũng xin cảm ơn bà con cô bác và anh chị đã ủng hộ, theo dõi em trong những thời gian vừa qua. Hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ em trong thời gian sắp tới, để cho em có thêm nhiều động lực để em ra thêm nhiều video, giới thiệu thêm nhiều cái sản phẩm, những cái món đồ độc lạ đó, những món đồ mà em sưu tầm được, để chia sẻ niềm đam mê chơi sưu tầm những món đồ độc lạ đến bà con của anh chị khắp mọi miền đất nước. Rồi ngày hôm nay em mang lên cho mọi người cũng rất là nhiều cái món đồ mà em sưu tập được trong thời gian vừa qua. Đây là nó gồm có những món đồ đồng nè, đó có đồ đồng, đồ gốm, đồ gỗ, rồi những cái đồ bằng đá hoặc là những cái món đồ khá là độc lạ nữa đó, bà con cô bác có thể nhìn phía trên màn hình nha. Rồi em xin kể sơ qua nha. Thì em có mang ở đây một cái bộ tranh tứ quý bằng gỗ gõ nè, được khảm xà cừ nè đó, một cái dĩa bằng gỗ gõ cũng được khảm xà cừ luôn đó. Và trên màn hình nữa thì em có một cái cặp bình song tâm và một chiếc bình song tâm lẻ đó. Rồi bên cạnh nữa thì em có một cái bát hương bằng đá đó, một cái lư quả đào, cái đỉnh quả đào bằng đồng đó, và rất là nhiều bộ dĩa, rất là nhiều những cái dĩa, cái dầm ha, và một bộ chén nè, rồi cả cái bộ ấm trà đó, những cái dĩa độc lạ, những vòng tay độc lạ đó. Rồi bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng cái món đồ để bà con cô bác anh chị mình có thể là có một cái nhìn cụ thể chi tiết. Thì bà con cô bác anh chị nào cho trong lúc mình xem mà mình cảm thấy chưa rõ, mình thấy chưa có rõ, mình muốn là xem thêm hình ảnh hoặc là xem thêm chi tiết, thì cứ gọi điện với em qua số điện thoại là 0774 814 24, em mới để hai góc màn hình, hoặc là kết bạn với em qua Zalo cũng là số điện thoại là 0774 814 24, để em gửi thêm hình ảnh, cũng như là nếu được em sẽ gọi video cho bà con cô bác mình xem trực tiếp ha. Thì cái gì cũng dễ dân, mình thấy tận mắt, mình sờ tận tay thì mình mới tin ha, còn nhiều khi là qua hình ảnh mình không có rõ đó. Rồi bây giờ em sẽ đi vào em giới thiệu từng món đồ ha, bà con cô bác anh chị mình ưng ý món nào thì cứ lưu bấm dừng video, chụp hình và gửi qua cho em nha. Rồi thì trước khi em đi vào thì bà con cô bác anh chị xem đến đây thì cũng có thể là cho em xin một cái lượt lượt like nha, đó bấm cho em một cái lượt like. Một cái ai chưa đăng ký thì bấm cho em cái nút đăng ký màu đỏ ha, chữ subscribe màu đỏ. Và mọi người nha, có thể là bấm vào cái chuông đó để nhận cái thông báo nha. Còn nếu cái chuông có một cái dấu gạch chéo là bà con cô bác anh chị mình không có nhận được thông báo mà khi mà em ra cái đoạn video mới đâu. Cho nên mình bấm luôn cái chuông cho dùm em đó nha, để em ra video nào mới bà con cô bác anh chị mình cũng nhận được cái thông tin ha. Rồi bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu từng món đồ nha. Rồi đầu tiên em sẽ giới thiệu bà con cô bác anh chị một cái tẩu thuốc này. Cái tẩu thuốc này cái phần thân của nó là bằng đá ngọc, nhưng mà con của anh chị bằng đá nha, em cũng không ấy. Đá này là đá giống như là ngọc phỉ thúy gì đó bà con của anh chị đó, rất là đẹp nha, rất là sang nha. Những cái tẩu như thế này thì chỉ có thời những cái người giàu, nhà giàu hồi xưa mới có sử dụng thôi nha. Phần thân thì bọc đồng, ủa lộn, cái phần này thì bọc đồng nha, còn này là phần đá ngọc nha. Đó, em gọi cho mọi người xem cái đèn nha, đó lên ngọc xanh rất là đẹp cho bà con của anh chị. Đó, rất là đẹp nha. Rất là đẹp. Cái tẩu này thì là về cái giá trị sử dụng cũng như giá trị trưng bày vẫn còn nguyên nha bà con quý anh chị. Đó. Và mình mua về để mình gọi là nhìn ngắm hoặc chơi, hoặc là mình làm quà tặng đồ này kia vẫn được nha. Rồi cái tẩu thuốc bằng đá, thân bằng đá bọc đồng này thì em giao lưu với mọi người với giá là 3 triệu đồng nha. Bà con quý anh chị nào mình cảm thấy ưng ý, mình muốn mua thì cứ kết bạn với em để mình xem hàng nha. Rồi về kích thước thì cái tẩu bọc đồng này có chiều cao, có chiều dài là 20cm nha bà con cô bác anh chị. Đó. Rồi cái phần cái miệng, cái đường kính cái miệng này thì cũng tầm 1cm nha, tầm 2cm chứ em nhầm. Rồi. Giá em giao lưu với mọi người cái tẩu thuốc bọc đồng này là 3 triệu đồng nha, em xin lỗi 3 triệu đồng nha. Rồi món đồ tiếp theo em giới thiệu cho bà con cô bác anh chị là một cái bộ gồm 5 cái vòng tay. Đó, chất liệu thì rất độc lạ, bà con cô bác anh chị nào mình cảm thấy ưng ý, mình tò mò, mình em xin lỗi dùng từ thế, mình thấy thắc mắc, mình muốn tìm hiểu thử cái chất liệu thì cứ kết bạn hoặc gọi điện với em qua Zalo 0774 814 24 nha. Đó, ở đây em có cái vòng màu đỏ đỏ này nè, mình có 4 size nha, 14 16 18 20 nha. Đó, còn cái này là một cái vòng tay cũng chất liệu cũng rất là độc lạ luôn đó. Thì bà con của anh chị nào mình ưng ý, mình muốn
biết rõ hơn về biết cái giá giao lưu thì cứ kết bạn với em qua Zalo với Facebook nha. Ủa, qua Zalo hoặc số điện thoại là 0774 814 824 nha. Rồi, em xin giới thiệu tiếp, ở đây có một cái chuông. Đó. Cái chuông này thì chất liệu bằng đồng không anh chị? Đồng vàng, bằng mã vàng nha. Chứ không phải là bằng vàng, em xin lỗi. Rồi, phía trong đây. Đó. Rất là hay, rất là đẹp nha. Chuông này về decor sử dụng làm chuông chúc đơn với bàn làm việc còn này kia đều được nha bà con anh chị. Rồi mình nghe cái tiếng thử của nó nha. Rất là thanh nghe, rất là ngân, rất là vang nha. Rồi cái tiếng âm chuông cũng rất là trong nữa. Đó, chuông này làm chuông chốt đơn thì đảm bảo một ngày chốt rất là nhiều đơn luôn. Rồi bà con có bác anh chị nào mình đang ý cái chuông này thì cứ kết bạn nhắn tin với em, giá em giao lưu với mọi người. Cái chuông này 900 ngàn đồng nha bà con bác. Rồi em xin đi qua cái món đồ tiếp theo. Đó, ở đây em có một cái gọi là điều gì, em xin lỗi tự nhiên em quên mất tiêu, cái đồng hồ quả cầu bỏ túi. Đó, đồng hồ này có một cái đặc điểm hay là nó sẽ có một cái cọng dây ở đây nè, để cho bà con cô bác mình móc vô cái túi quần của mình. Đó, đây nè. Đó, cho mình móc vô cái túi quần của mình nha. Đây, em gửi ra cho bà con bác mình xem nha, rất là hay, rất đẹp nha bà con anh chị. Ây da, nó cứng quá. Nhưng mà cái chỗ này là cái móc mở ra nè. Đó, được. Mở đúng cách nó mới ra nha. Đó, rồi đây em quay cho bà con anh chị xem nha. Rồi, cái đồng hồ này là thương hiệu Omega của Tiến sĩ nha bà con anh chị. Đó, em sưu tầm gì được nha, nó vẫn còn hoạt động bình thường nha. Đó, cái này thì bỏ túi nè, bỏ nhét túi quần nè, móc vô coi rất là hay, rất là thành điệu luôn nha. Không phải rất thành điệu mà nghe nhìn nó rất là đẹp nha, em xin lỗi. Rồi, cái mẫu đồng hồ quả cầu bỏ túi này á thì mình mua về làm quà tặng, trưng bày đều kêu được hết trơn nha bà con anh chị. Đó, em chỉnh giờ cho bà con anh chị xem nè. Đó, đó, được hết trơn rồi nha. Đó, rồi nó chạy luôn đó bà con anh chị. Đó, rất là đẹp nha. Đó, rất là đẹp luôn. Cái này là lên cái code nè, rất là đẹp. Đó, nó chạy rồi đó nha, vẫn còn sử dụng được nha bà con của anh chị. Những cái món đồ này là em sưu tầm về được rất là độc lạ luôn nha. Bà con của anh chị nào thích những cái món đồ như thế này thì kết bạn với em, gọi điện với em số điện thoại là 0774 814 824 để mình mua hàng nha. Rất là hay, rất độc lạ nha. Rồi, tiếp theo đây em có một cái cặp. Cái cặp này thì em cũng không tiện nói tên ra trên cái kênh, tại vì nhiều cái lý do vi phạm bản quyền với này kia, nhưng mà em chỉ cho bà con của anh chị mình xem thôi nha. Đó, bà con của anh chị nào mình xem tới đây thì chắc cũng là đoán được cái tên gọi của cái này, nhưng mà cụ thể như thế nào thì cứ kết bạn với em qua Facebook, qua Zalo 0774 814 824, em sẽ giải thích thêm nha. Đó, rồi về là đến đo kích thước cho bà con của anh chị mình xem ha. Rồi, cái chiếc đầu tiên thì nó cao 15 cm, có chiều dài 15 cm nha. Chiếc thứ hai chiều dài tới 17 cm nữa. Rồi, rất là độc lạ nha. Đó, bà con bác anh chị nào quan tâm thì cứ kết bạn với em qua Zalo 0774 814 824 để em gửi em hình ảnh nha. Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu bà con anh chị một cái dĩa. Cái dĩa ba chân này rất là độc lạ luôn. Đó, về hình dáng thì nó dạng như cái dầm, nó phần dĩa này nó hơi cao và nó có ba cái đế này. Rồi, còn về cái công dụng thì em cũng không rành nữa, nhưng mà theo như em là tìm hiểu thì những cái vật dụng mà có cái đế ba chân là chủ yếu để trưng trên mà bàn thờ đó, trên những cái chỗ mà sang trọng á, của những chỗ mà trang trọng chứ em lộn, những cái chỗ trang trọng rồi mình để những cái vật dụng cũng trang trọng rất là quan trọng lên trên đây ha. Rồi, về bên trên cái mặt của cái dĩa này thì là hình con công nha bà con cô bác anh chị, và được thép vàng ở một số chỗ nè. Đó, hình con công và được thép vàng ở một số chỗ nè. Đó, bà con cô bác anh chị mình ha, em quay mặt dưới nha, có rất là nhiều vết rạn nè. Đó, vết rạn chạy dài luôn và nhiều chỗ là nó chỗ trâu lên nha bà con anh chị. Đó, những cái dĩa mà lâu năm thì mới có những cái đặc điểm như thế này nha bà con anh chị. Đó, ngay cả phần cái lòng của dĩa này cũng có rất là nhiều cái vết rạn luôn. Rồi, về cái đường kính. Rồi, dĩa này thì có đường kính là 18 cm nha bà con anh chị. Đó, còn về cái chiều cao tính luôn cái chân này là khoảng 5 cm nha. Đó, dĩa này thì mình mua về giống như em nói gì đó, mình để trên bàn thờ gia tiên hoặc là mình trưng bày trong tủ kiến đồ này kia để nhìn ngắm quá, rất là đẹp, rất là hay luôn nha. Rồi, giá mà em giao lưu với mọi người cái dĩa con công này được thiếp vàng này là 3.500.000 đồng nha. Bà con của anh chị nào ưng ý muốn mua hàng hoặc là quan tâm muốn xem thêm hình ảnh thì cứ gọi điện hoặc kết bạn với em qua Zalo 0774 814 824 nha. Đó, rồi em rất là đẹp nha bà con của anh chị. Rồi, em xin đi qua món đồ tiếp theo.
ở đây em có một cái bộ ấm chén đó, gốm tàu xưa nha bà con anh chị, đó gốm tàu nha. Cái những cái đề họa tiết trên đây, họa tiết chữ trên đây nè, những cái bài thơ trên đây là vẽ tay bằng 100% nha bà con của bác anh chị. Đây mỗi cái ở dưới nè bà con của bác chị nhìn vào cái đáy của nó nè, nhìn vào cái chỗ phần đáy của nó là để mình gọi là mình những cái đặc điểm mình phân biệt đồ xưa với đồ mới hiện tại nha. Đó rồi, đây là phần dĩa đây, rất là đẹp nha. Thì một cái bộ như thế này thì nó gồm là một cái ấm, cái dĩa đựng ấm đó, 6 cái chung và cái dĩa đựng 6 cái chung, rất là hay, rất là gọi là mình vừa sử dụng được nha, mình vừa sử dụng được, vừa để làm trang trí đồ kia vẫn được nha bà con quý anh chị. Rồi để em đo cho mọi người xem nha. Một cái ấm trà này có chiều cao là 10cm nha bà con quý anh chị. Đó. Rồi mỗi cái chung này thì chiều cao là 4cm nha, đường kính miệng là 5cm nha. Đó. Còn cái đường kính của dĩa là tầm 20cm nha bà con quý anh chị. Rồi. Nhớ em đang lưu với mọi người, cái bộ ấm trà vẽ tay này họa tiết cái bài thơ này là 900.000 đồng nha. Và còn có anh chị nào ưng ý mua hàng cứ kết bạn với em qua Zalo 0784814824 để mua hàng ha. Rồi tiếp theo sẽ giới thiệu với mọi người bốn cái dĩa này thì cũng là gốm tàu vẽ tay nha bà con các anh chị. Mỗi cái dĩa là mỗi cái tích khác nhau nha, và mỗi có một dĩa là một cái hiệu đề khác nhau. Cái đầu tiên em về cái kích thước thì bốn cái dĩa này kích thước gần như là tương đương nhau nha bà con các anh chị. Đường kính của mỗi dĩa là tầm 17.5cm. Đó. Rồi em sẽ cho bà con của anh chị mình xem từng cái dĩa nha. Rồi, cái dĩa đầu tiên đây. Họa tiết bài thơ là có cây cảnh có người nữa. Rồi, mặt sau đây bà con của anh chị ha. Ở phía sau này những cái phần đế này nó rất là cũ nha. Đó, và cái hiệu đề của này là 4 chữ, em cũng không biết dịch như thế nào. Đó. Rất là đẹp, đó là cái dĩa đầu tiên ha. Rồi. Đây là cái dĩa thứ hai, cũng là một bức tranh và có bài thơ nữa, bài thơ hoặc câu đối nữa, rất là đẹp nha. Đó, tất cả đều là gốm tàu vẽ tay bà con anh chị. Đây có những cái điểm như thế này đây, nó chỗ gọi là chỗ sắc ra. Ủa, đúng rồi, chỗ vàng chỗ sắc ra như thế này đây. Rồi cái thứ hai cũng là một bốn chữ luôn đó, phần đế phần ấy của nó cũng rất là đen này ha. Đó, cốt rất là dày nha bà con anh chị, cầm rất là nặng tay nha. Rồi cái dĩa thứ ba đây là cái dĩa một cậu bé đang chơi đùa với con ếch nha. Đó, rất là đẹp. Phần mộc ở sau đây là mộc 2 chữ. Đó, rất là đẹp nha. Rồi, em có 3 cái nó lộn rồi. Rồi, giá em giao lưu với mọi người mỗi cái dĩa này là 1.500.000 đồng nha bà con của anh chị nào mà lấy 3 cái thì sẽ được cái giá tốt nha. Đó. Rồi, em xin giới thiệu tiếp tới món đồ tiếp theo. Cũng là tiếp cho cái dĩa đi. Nó đang có một cái dĩa khá là độc lạ nha bà con của anh chị. Đây. Cái dĩa này thì về họa tiết hoa văn nè, màu men cũng rất là độc lạ luôn, cũng là dạng gốm tàu vẽ tay luôn nha. Đó, mình nhìn kỹ trong đây nha, cái màu men nó bắt đầu lợt và nó giống như nó bị phai thời gian 5 tháng mà con của anh chị. Đó, rồi phần cốt phía sau rất là già nha. Đó, mộc thì 2 chữ, giờ nó bắt đầu nó bị mờ rồi, và có những cái vết dặm đây nè, là cái bị nó bị nuốt men đó mà con của anh chị. Đó, nó bị hỏng ở trong, nó bị đang bị giống như là nó bị qua thời gian 5 tháng đầu lâu năm á, nó bị nuốt men nha. Rồi có những cái chỗ là nổi ốc trâu lên đây luôn, rất là đẹp nha. Đó, dĩa này thì có đường kính là 16.5cm nha bà con bác anh chị. Đó, giá em giao lưu với mọi người dĩa này là 2.500.000 đồng nha bà con bác anh chị nào ưng ý mua hàng thì cứ kết bạn với em nha. Rồi em sẽ giới thiệu tiếp tới mọi người một cái dĩa đây. Cái dĩa này thì cũng là gốm tàu vẽ tay họa tiết long ẩn nha bà con của anh chị, đem quay cho đúng cái mặt bà con của anh chị. Họa tiết long ẩn gồm ẩn trong mây nha. Đó, rất là đẹp nha. Đường kính của cái dĩa này đường kính là 20cm nè bà con của anh chị, 20cm nha. Đó. Rồi em cho bà con của anh xem cái mặt phía sau nha. Đó, men rất là già nha, mộc 2 chữ nha. Rồi ở phía trước đây những cái chỗ như thế này đây, đây những cái chỗ như thế này là những cái chỗ bị nuốt men nè. Đó, men nó bị bong tóc luôn, chứ em xin lỗi, cái chỗ này là bị bong tóc luôn nè, gần như là nó bị bong tóc cái phần men ra luôn nè. Đó, nó rất là nhiều cái chỗ nha. Đây, đó, đấy, những cái dĩa lâu năm, những cái gọi là những cái dĩa lâu năm á, nó mới bị phần men, nó mới bị như vậy nha. Đó, rồi rất là đẹp luôn. Cái dĩa này thì mình về mình trang trí rồi này kia ha, sử dụng thì nó hơi uổng tí, nhưng mà để trang trí rồi kia nhìn ngắm rồi kia rất là đẹp nha. Rồi giá em giao lưu với mọi người cái dĩa long ẩn này là 1.600.000 đồng nha bà con của bác anh chị nào ưng ý
thích sưu tầm những cái dĩa như thế này, họa tiết lông ẩn, gốm tàu dễ tay thì cứ kết bạn với em để xem hàng, mình mua hàng ha. Rồi, tiếp theo sẽ giới thiệu với mọi người một cái bộ gồm 4 cái chén và 4 cái dĩa, cũng là gốm tàu dễ tay luôn ha. Bên em thì chỉ là bán gốm tàu dễ tay thôi, có nghĩa là em sưu tầm những cái món đồ gốm mà ưu tiên là gốm tàu dễ tay đó. Rồi, cái mỗi cái dĩa này về đường kính, đường kính mỗi dĩa là 12 cm nha. Đó, đường kính của mỗi cái dĩa là 12 cm. Họa tiết như thế này đây, họa tiết thì gần như là giống nhau nha, cái kiểu giống nhau thôi, nhưng mà nhìn qua là biết có những cái điểm khác biệt nha bà con anh chị, tại vì tất cả đều là dĩa tay cho nên không có cái gọi là giống nhau 100% ha. Đây, giống như là đều vẽ một cái cảnh hoa lá, nhưng mà hai cái dĩa đều có những cái đặc điểm khác nhau, bà con cô bác anh chị mình có thể nhìn ha. Đó, nhìn đơn giản thôi là từ cái màu men nha cho tới hình dáng con chim nè đó, hoặc là cái chữ phía trên đây đều có những cái điểm khác nhau nha, chứ không phải mình nhìn sơ thôi bằng mắt thường là mình cũng thấy nó là những cái khác nhau rồi ha. In những cái dĩa sau này là dĩa in cho nên nó tẹp màu, nó tẹp cùng một cái hết ha. Đó, rồi phụ đề phía sau đây đó, cái dĩa cốt rất là già và còn quá anh chị nha. À, rồi đó là cái dĩa, rồi đây là cái chén. Rồi về cái chén thì mỗi một cái chén có đường kính là 11 cm nha bà con quý anh chị. Đó, về chiều cao mỗi cái chén khi tầm 6 cm nha. Đó, rồi cho bà con quý anh chị xem phần phía sau đây. Đó, phần phía sau của từng cái chén này rất là đẹp nha, phần cái mộc ấy, mộc tay rất là đẹp luôn. Bà con quý anh chị mình có thể thấy ha, hai cái mộc tay nó cũng có những nét khác nhau nữa nha. Đó, rất là đẹp ở trong. Chén này vẫn làm 95% nha bà con cô bác anh chị. Đó. Rồi bà con mấy anh chị nào mà quan tâm đến cái bộ 4 chén 4 dĩa này thì cứ kết bạn nhắn tin với em qua Zalo là 0774 814 824 để mình xem hàng và mua hàng nha. Rồi, em sẽ giới thiệu tiếp tới bà con của bác anh chị một cái bình gốm. Đây, như bà con các chị thấy trên màn hình là một cái bình gốm này. Em có 3 cái bình song tâm nha, nhưng mà hai cái này là một cặp, những cái này là cái lẻ nha. Rồi em sẽ giới thiệu đầu tiên là cái mai cài họ nha. Bình gốm song tâm mai cài họ này có chiều cao là 34 cm nha. Đường kính của cái miệng đường kính của cái miệng là tầm 15 cm nha bà con anh chị. Rồi, em sẽ cho bà con của anh chị xem gần hơn ha. Rồi, cái bình gốm song tâm mai cài thọ này thì là vẽ gốm tàu vẽ tay 100% nha. Đó, cái đặc điểm đặc biệt của cái bình này á là nó có một cái phần vết men nó bị rạn ở đây, là em cũng không gành là do men lỗi men. Rồi, cái vết rạn này nó chỉ rạn tới phần rìa này thôi nha bà con cô bác anh chị. Đó, chứ còn nếu như mà vết rạn thì nó ăn quá sâu vào bên trong thì em nghĩ là chắc cái bình này nó cũng không lành đâu. Rồi bà con cô bác anh chị mình có thể em quay một phòng ha, cái bình này vẫn còn lành 95% nha bà con cô bác anh chị, có nghĩa là miệng và đít vẫn lành, không bị sứt mẻ gì, không bị mẻ nha. Đó, rồi cái phần đây là phần mộc đáy. Phần mộc đáy có rất là nhiều cái điểm là nó bị nuốt men như thế này nha. Đó, rất là nhiều cái điểm bị nuốt men nè, và những chỗ nó bị ốc trâu nó nổi ra nè. Đó, bà con của anh chị nào mình xem trên cái đoạn video của em á, mình thấy chưa có rõ thì mình cứ kết bạn với em qua Zalo hoặc số điện thoại là 0774 814 824 nha. Đó, có những chỗ nó bị nước men và bị bong tóc nè, cái phần đế phần này rất là dày luôn nè. Đó, cốt cái bình này rất là nặng nha. Đó, bà con của anh chị em cầm bằng cái tay này, cốt nó rất là nặng nha. Rồi, họa tiết trên đây là họa tiết tích trên đây là mai cài thọ nha, vẽ tay 100% bà con của anh chị. Rồi, ở trên thân bình này mình cũng rất là dễ dàng nhận ra nhiều cái điểm mà nó bị bong tóc men nè, nó bị nuốt men nè. Đó, như cái phần miệng đây, đó, phần miệng ở đây có những chỗ nó bị bong tóc và nó bị nuốt men rất là nhiều nha bà con anh chị, kể cả phần miệng bình lành miệng nha, có nghĩa là ý em nói là những cái chỗ này nó không bị sức mẻ nè, và những nó cũng có những cái điểm nó bị chỗ đen như thế này. Đó, rất là đẹp nha. Cái bình này mình về mình để trang trí đồ này kia cũng rất là đẹp, rất là hay nha. Cái riêng một cái điểm này nè, nhiều khi nó cũng tạo nên cái sự độc đáo và cái sự độc nhất vô nhị vô cái bình này luôn ha. Đó. Rồi, giá em giao lưu với mọi người cái bình mai cài thọ, bình gốm song tâm mai cài thọ này là 6 triệu đồng nha. Bà con quý anh chị nào ưng ý thì cứ kết bạn với em qua Zalo hoặc là số điện thoại 0774 814 824 nha. Rồi em xin giới thiệu tiếp luôn hai cái bình gốm song tâm tiếp theo. Đó. Cái bình song tâm này thì chiều cao của nó chỉ là 33 cm thôi. Rồi, cái phần miệng là 14 cm, 15 cm nha. Rồi em giới thiệu rõ cận cảnh hơn và các anh chị mình xem nha. Rồi, cặp bình này thì cũng là gốm tàu dễ tay nha bà con mến chị. Tích của nó là
rồi tích là hình người đồ này kia hay bà con cô bác anh chị. Đây phần một đáy ở phía dưới đây đó, phần một đáy cũng bốn chữ nè bà con cô bác anh chị, cũng có rất là nhiều cái điểm nó bị nuốt men, nó bị ấy bong tóc nè đó. Ở trên phần thân bình thì rất là nhiều luôn bà con cô bác anh chị, mình xem trên màn hình á, trên cái đoạn video của em, nếu mà chưa có rõ thì cứ kết bạn với em qua Zalo 0774814824 nha, để mình xem thêm nha. Đó, cứ gọi điện với em thoải mái. Em mà có gọi có được là em gọi điện lại cho bà con của anh chị mình xem liền. Đó, phần miệng rất là ấy nha. Bình này vẫn làm 95% nha bà con của anh chị. Đó. Rất là đẹp nha bà con của anh chị. Đó. Rất là chiếc đầu tiên. Đây là chiếc thứ hai. Đó. Rất là đẹp nha, có những cái đỏ bông tóc này nha, màu men nó bị em xin lỗi, màu men đẹp nha, còn cái chỗ này nó bị bông tóc nè, nó bị nuốt men nè đó. Và con anh chị mình nhìn không biết có rõ không ha, chứ em thì em cầm tận tay nên em rờ là em thấy liền đó. Phần miệng vẫn còn lành nha đó. Đây phần đít thằng đáy dưới đáy đây đó. Rồi bà con của anh chị nào thích sưu tầm những cái bình gốm như thế này, những cái loại bình gốm song tâm nè đó, gốm tàu vẽ tay nè đó, thì cứ kết bạn với em qua Zalo 0374814824 để có cái giá tốt nha, để cái giá cho mình chơi nha. Rồi tiếp theo sẽ giới thiệu với bà con của anh chị một cái so đỉnh quả đào, để em dời những cái đỉnh nó hơi nặng một xíu cho nên em có thể review từ xa nha, bà con của anh chị mình thông cảm giùm em ha. Rồi cái đỉnh này em đã cân trước rồi, cân nặng là hơn 10 kg nha, chất liệu là bằng đồng nha. Rồi cái màu ở ngoài thì nó không phải nó sáng gì đâu, nhưng bà con của anh chị nó một cái màu nó hơi ngã xuống nha bà con của anh chị. Đó, và này cái này thì cũng thích, em nghĩ là cũng khá là lâu rồi đó, 30-40 năm nữa chứ không phải mới đâu nha. Rồi cái màu vàng này nè, có một số chỗ nè nó được nó xuống màu hết trơn luôn ha. Đó, cái đỉnh này thì mình mua về để mình thờ trên bàn thờ và để trưng bày chơi rất là đẹp luôn nha. Rồi chiều cao của đỉnh này là cũng phải tầm 35 cm nha các anh chị. Rồi bề ngang tầm 40 cm thì nặng 10 kg nha. Giá em giao lưu với mọi người cái đỉnh quả đào này là 7 triệu đồng nha. Và còn có anh chị nào mình ưng ý, mình sẽ thích mua về để mình trưng bày rồi hoặc để trên bàn thờ giao tiên đồng này kia thì cứ kết bạn với em nha. Em bao cho mọi người là đồng 100% nha bà con bác anh chị. Đó. Rồi đỉnh đồng quả đào, đỉnh đồng xưa nha bà con bác anh chị. Đó. Rất là đẹp nha. Và còn có anh chị nào mình thích xem thêm muốn gọi điện trực tiếp với em á thì cứ gọi cho em qua số điện thoại hoặc là Zalo 0774814824 để em có thể gọi trực tiếp cho bà con bác anh chị mình xem ha. Rồi bắt đầu tiếp theo giới thiệu với mọi người là một cái lư. Rồi cái lư này thì để em đo kích thước trước cho nha. Kích thước của cái lư này là 19 cm nha. Đường kính của lộn cái bát hương nha, xin lỗi, cái bát hương đường kính cái bát hương này là 12 cm nha. Chiều cao là 19 cm và đường kính là 12 cm. Rồi cái điểm đặc biệt của cái bát hương này á là nó làm từ đá nha bà con anh chị, còn đá gì thì em không biết, chỉ là khi mà gọi đèn vào á thì nó lên cái màu xanh như thế này đó, màu xanh ngọc như thế này, rất là đẹp nha, rất là độc lạ nha. Và cái bát hương này cũng là được làm từ một cái khối đá liền nha, một khối lớn rồi người ta bắt đầu người ta chạm ra nha bà con anh chị. Em quay cho bà con anh chị xem nè, từng cái chỗ nè đó, từng cái phần chân nè được chạm rất là tỉ mỉ công phu nha, từng họa tiết ở đây chạm rất là tỉ mỉ công phu nha. Đó, ở phía dưới không có cái mộc hay là cái gì hết trơn nha bà con anh chị. Đó, tại vì cái phần đá này thì em nghĩ chạm để mà chạm những cái chi tiết như thế này là rất là khó khăn này ha. Đó, rất là đẹp nha. Đó, phần ở đây nó còn ánh vàng nữa nè. Mà còn có anh chị mình có thể nhìn thấy nè. Đó, nó ánh vàng nè. Em nghĩ là hồi xưa những cái chỗ này được thép vàng hay sao á. Đó, rất là đẹp nha. Cái bát hương này về mà mình gọi là mình sử dụng ha, mình để trên bàn thờ gia tiên để mình thờ cúng này kia, hoặc là bàn thờ tại thổ địa, hoặc là mình để mình nhìn ngắm chơi cũng rất là đẹp luôn nha. Đó. Mà còn có anh chị nào mình quan tâm tới cái bát hương này thì cứ kết bạn với em qua Zalo 0374814824 để biết được cái giá mà em giao lưu với mọi người nha. Rồi tiếp theo là em sẽ giới thiệu tới mọi người một cái dĩa gỗ gõ cẩn xà cừ 7 màu rất là đẹp nha. Đó, để em mà đo cái đường kính cho mọi người xem nha. Rồi góc quay này của em nó hơi bị khuất cho nên bà con có anh chị mình thông cảm giùm em nha. Rồi về cái chiều cao của cái dĩa này đúng luôn cái đế là 47 cm nha. Rồi đường kính của dĩa là 40 cm nha bà con anh chị. Rồi bây giờ em sẽ lấy cho bà con anh chị xem cái điểm mà mặt để bà con của anh chị mình thấy cảm nhận rõ nha. Rồi chất liệu của cái dĩa này là gỗ gõ nha bà con của anh chị, là một cái tấm nha, là một cái tấm nha, người ta mới chạm ra thành cái
cái đường tròn thế này, cái dĩa tròn thế này nha. Rồi họa tiết trên đây là hình hai con công được khảm sạch cừ bảy màu nha bà con quý anh chị, rất là đẹp nha. Rồi cái dĩa này là dĩa gỗ gõ, em nhắc lại nha. Đó, cả những cái chi tiết trên đây nè được khảm rất là sâu vào cái thịt gỗ nè. Đó, cái dĩa này là đồ xưa bà con quý anh chị ơi. Đó, rất là nhiều cái chỗ mà gọi là đây những cái chỗ mặt xà cừ nè khảm rất là sâu vào cái thịt gỗ nè. Đó, rất là đẹp nha, nhìn bên ngoài nó ống ánh bảy màu rất là đẹp nha. Đó, cái dĩa này mình để trưng bày nè, mua làm quà tặng trưng bày hoặc là để trên tủ kiến rồi kia rất là đẹp. Rồi phía sau đây bà con anh chị, nó là liền tấm luôn nha, một cái tấm lớn đó chứ không phải là gỗ ghép lại nha bà con anh chị. Ngay cả cái phần đế, cái phần giá đỡ kia, ngay phần giá đỡ cũng được khảm xà cừ theo luôn nha, rất là đẹp nha. Đó, năm hết Tết đến mình sắm một cái dĩa này về mình trưng bày hoặc là mình tặng cho người thân hoặc tặng cho sếp đồ này kia cũng rất là hay nha. Đó, em xin để lại ở đây, còn không có anh chị để tí xíu. Rồi, giá em giao lưu với mọi người vì cái dĩa gỗ gõ phẩm sai cừ bảy màu như vậy, hình họa tiết kim công như vậy là 4.500.000 đồng. Và còn có anh chị nào ưng ý muốn mua về để làm quà tặng để sử dụng để trưng bày thì cứ kết bạn với em nha. Rồi, em xin giới thiệu tiếp tới mọi người là một cái bức tranh tứ quý bằng gỗ gõ, chất liệu là gỗ gõ đây, mai lan cúc trúc như bạn của anh chị đang nhìn thấy trên màn hình nha. Rồi cái bức tranh này gồm 4 bức nhỏ nha, mỗi bức là mỗi một cái cây mai lan cúc trúc như là mai tranh tứ quý gì đó. Rồi cái chiều cao của một bức, mỗi bức này là 107cm nha bạn của anh chị. Đó, bề ngang của mỗi bức là 37cm. Tất cả họa tiết mai lan cúc trúc đều được khảm xà cừ bảy màu nha. Rồi ở phía trên cũng một cái bài thơ nữa. Đó, mỗi câu thơ em dịch cũng không được. Đó. Rồi. Thì cái bức tranh này mình về mình treo tường đều được nha, tại vì cái móc phía sau là em đã thay mới lại rồi nha. Đó, móc cũ thì nó lâu năm quá cho nên nó bị hư cho nên em thay mới để bà con có anh chị mua về là mình có cái để treo liền. Đó, rất là đẹp nha. Mình nhìn trong cái điều kiện ánh sáng mà chỗ góc quay này của em á có thể là mình thấy chưa đẹp, nhưng mà khi mà mình nhìn bên ngoài đủ ánh sáng gọi là ánh sáng tự nhiên á thì rất là đẹp luôn. Đó, mọi người ai mà thích sưu tầm những cái bức tranh gỗ đó vừa hay vừa ý nghĩa mình về mình treo làm quà tặng đó thì cứ kết bạn với em đó. Rồi bức bộ tranh mai lan cúc trúc và bằng gỗ gõ được khảm xà cừ bảy màu thế này em đang giao lưu với mọi người giá là 12.000.000 đồng nha. Và còn có anh chị nào quan tâm thì kết bạn với em đó để có cái giá tốt hơn nữa ha. Rồi cái bức tranh mai lan cúc trúc cũng là cái món đồ cuối cùng trong cái đoạn video clip ngày hôm nay của em, thì em rất là cảm ơn bà con của anh chị đã gọi là dành thời gian xem hết cái đoạn video của em. Thì hy vọng mọi người xem đến đây sẽ cho em thêm một cái lượt like đó và một cái lượt đăng ký kênh, và bà con cô bác mình có thể là mình bấm vào cái chuông để cho nó hiện, để nó mất cái dấu gạch đi, để đó bà con cô bác có thể nhận được thông báo mà khi mà em ra cái đoạn video clip mới. Rồi em rất cảm ơn bà con cô bác anh chị đã theo dõi, mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ em. Và em xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.